khi mà buổi sáng sớm chúng ta đi ra khỏi giường thì gặp thời tiết lạnh thì mạch nó thường co lại và huyết áp nó tăng vọt lên. Đấy, thì nếu mà bị lạnh thì đầu tiên thì chúng ta phải làm cho mình ấm lên đã. Đấy, đây là cái nguyên tắc đầu tiên. Và cái thứ hai, mình uống thuốc rồi. Ở đây chúng tôi đang nói là trong trường hợp mình vẫn uống thuốc, huyết áp nó vẫn có thể cao, thì thông thường thì chúng ta có thể uống thêm một liều thuốc nữa. Đấy thì bởi vì là thật ra là thuốc khi chúng tôi cho ghi đơn cho người bệnh điều trị hàng ngày thì thông thường là cũng chỉ dùng ở liều trung bình hoặc liều thấp thôi. Chúng ta có thể dùng thêm một liều nữa trong lúc mà chờ đợi những cái biện pháp tiếp theo, ví dụ như là gọi cấp cứu thì chúng ta có thể dùng thêm một liều thuốc hàng ngày mà chúng ta đang có. Đấy là cách mà nếu mà đứng trên phương diện dùng thuốc thì chúng tôi chỉ khuyên duy nhất là dùng thêm một liều thuốc đang dùng, chứ không, tôi không khuyến khích, và đặc biệt là không được, nếu như muốn nói là không được dùng những các biện pháp ví dụ như là nhỏ mấy giọt thuốc và dưới lưỡi, ví dụ như cái rất là chúng ta rất hay làm, bởi vì là nó gây tụt áp rất nguy hiểm và thế giới bây giờ người ta không cho phép như vậy nữa. Đấy, cái thứ hai nữa là mà bên cạnh đấy thì mình phải tìm hiểu rất là rõ những cái nguyên nhân tại sao cái huyết áp đấy. Ngoài lạnh thì có một số cái mà nó làm cho bệnh nhân có thể tăng huyết áp một cách kịch phát như thế khi mà đang điều trị, tức là bị lạnh. Thứ hai là mất ngủ. Đúng, mất ngủ thì thường là khi nếu như mà lúc ấy thì huyết áp cao thì chúng ta dùng một cái viên thuốc mà gọi là an thần, mà đông y có một cái viên rất hay là cái viên Rotunda, chúng ta có thể sử dụng, huyết áp cũng có thể ổn định lại được. Và cái thứ ba nữa là có lẽ là có thể là một buổi tối hôm trước chúng ta ăn tiệc tùng gì đấy, uống nhiều bia rượu, đặc biệt là dùng nhiều muối, rất dễ có những cái cơn tăng huyết áp kịch phát. Đấy, thì thông thường nó là như vậy. Đấy, có cách xử trí thì còn cụ thể thì đúng như giáo cái cảnh nói có rất nhiều cách, nhưng mà trong phạm vi là y học gọi là cộng đồng thì chúng tôi không thể trình bày được, bởi vì là có thể là sẽ dẫn đến lạm dụng thuốc. Đề phòng đột quỵ đấy thì chúng tôi đã trình bày một cách rất là tóm tắt. Đầu tiên là chúng ta xác định cái nguy cơ đột quỵ đối với chúng ta là như thế nào. Chúng ta có phải là những người mắc bệnh tim mắc phải hay bệnh tim bẩm sinh không? Đấy, ví dụ như vậy, chúng ta là người mắc bệnh tim mắc phải, tức là ví dụ như là hẹp hở van hay lá, ví dụ như vậy, hoặc là tim bẩm sinh như là thông liên nhĩ, ví dụ như vậy, thì chúng ta có phải những đối tượng hay không? Những đối tượng ấy thì phải dùng thuốc và theo dõi thường xuyên của y tế và theo chỉ dẫn của bác sĩ. Câu thứ hai là chúng ta có phải người tăng huyết áp hay không? Chúng ta có phải người tiểu đường hay không? Chúng ta có phải là người rối loạn lipid máu hay không? Chúng ta có phải là người hút thuốc lá, uống rượu nhiều hay không? Chúng ta có phải là người mà đang giấu giếm dùng các thuốc chất cấm hay không? Nếu có những cái đấy thì chúng ta, một là chúng ta phải bỏ. Cái gì bỏ được thì chúng ta phải tuyệt đối bỏ. Đấy. Cái gì mà phải điều trị thì chúng ta phải điều trị hết sức nghiêm túc. Ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như tiểu đường, ví dụ như là rối loạn lipid máu. Đấy. Đấy là những cái đối tượng nguy cơ rất là cao bị tai biến mạch não. Vậy thì muốn phòng tai biến mạch não thì phải chữa những cái bệnh lý nguy cơ đấy. Đấy, thì, đấy. Còn một điểm nữa chúng tôi cũng xin lưu ý là có những người mà không có những yếu tố nguy cơ đấy, nhưng mà người ta lưu ý là nếu tiền sử gia đình có những người thân bị tai biến mạch não ở độ tuổi sớm thì những người đấy thì cũng phải có cái sự tầm soát thường xuyên. Tăng huyết áp là bệnh diễn biến thầm lặng, ít có những biểu hiện rõ ràng, nhưng những biến chứng mà nó đem lại thì lại rất nặng nề. Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh có thể thực hiện các biện pháp không dùng thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh. Nhận biết sớm tăng huyết áp. Nhiều người khi đi khám phát hiện tăng huyết áp nhưng trước đó không hề nhận thấy dấu hiệu nào.
Một số thì nói có các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, ù tai, mất ngủ mức độ nhẹ, hoa mắt. Cũng có thể tùy từng trường hợp mà cơn tăng huyết áp có triệu chứng dữ dội hơn như đau vùng tim, giảm thị lực, thở gấp, mặt đỏ bừng hoặc tái xanh, nôn ói, hồi hộp, hốt hoảng. Những biểu hiện này có thể giúp phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp để được điều trị kịp thời. Nguyên nhân tăng huyết áp. Theo y học cổ truyền, tăng huyết áp là một tình trạng khí nghịch do tình trí hoặc do yếu tố lục dâm, phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra. Giải quyết triệu chứng này đồng nghĩa với việc giáng khí, làm cho khí đang lưu chuyển ngược lên đầu sẽ hướng xuống phía dưới và tỏa ra lớp da ngoài của cơ thể. Tăng huyết áp có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh khác nhau do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc điều trị dứt điểm cần sự chẩn đoán và thời gian thích hợp. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một phương pháp đơn giản mà người bệnh có thể tự thực hiện để giảm cơn tăng huyết áp, giải tỏa các nguyên nhân tai biến về não trước khi được nhận sự chăm sóc của thầy thuốc. Chú ý, các thao tác này chỉ áp dụng cho các trường hợp nhẹ, chưa có biến chứng về não như tắc mạch máu não, đứt mạch máu não, các biến chứng về tim như nhồi máu cơ tim. Với một số thao tác đơn giản của y học cổ truyền có thể làm giảm cơn tăng huyết áp đang phát triển để khống chế phần lớn những tác hại của nó, hoặc ít ra có thể ngăn chặn những diễn biến xấu hơn trong khi bệnh nhân chờ được chuyển đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa cần thiết. Một số động tác hỗ trợ giúp giảm huyết áp. Vuốt ấm hai vành tai. Dùng ngón cái và ngón trỏ của mỗi bàn tay vuốt dọc vành tai cùng bên khoảng 10 đến 15 lần. Vành tai và cột sống có những điểm phản xạ tương ứng với nhau, do đó vuốt ấm vành tai cũng là tác động vào cột sống lưng, vừa có tác dụng điều hòa thần kinh giao cảm, vừa kích thích sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí. Theo y học cổ truyền, kinh bàng quang phân bố dọc hai bên sống lưng, nếu có người bên cạnh có thể nhờ người đó trực tiếp ngồi sau lưng, dùng bàn tay phải vuốt dọc sống lưng từ trên gáy xuống đến tận thắt lưng để gia tăng thêm tác dụng. Vuốt dọc hai bên mũi. Mỗi bàn tay vuốt một bên mũi, vuốt đều hai bên cùng một lúc. Dùng ngón trỏ vuốt từ huyệt ấn đường, điểm giữa hai đầu chân mày, xuống dọc theo hai bên mũi qua khóe miệng đến tận chót cằm. Vuốt chậm, nhẹ và làm từ 15 đến 20 lần. Kích thích huyệt ấn đường có tác dụng làm phóng thích chất endorphin nội sinh, có thể làm cho an thần, hạ huyết áp và giáng khí. Vuốt dọc theo hai bên mũi xuống cằm là tác động vào hai kinh dương minh. Học thuyết kinh lạc của y học cổ truyền cho rằng kinh dương minh là kinh dương, tập trung nhiều huyết khí. Huyết có chức năng quan trọng nhất trong việc bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Động tác này làm gia tăng sự lưu thông khí huyết ở phần vệ khí, gây ấm người và làm nhẹ áp lực ở phần đầu. Vuốt dọc hai chân mày. Dùng hai ngón tay trỏ và giữa vuốt từ ấn đường đi dài theo chân mày ra thái dương đến tận mí tóc ở phía ngoài đôi mắt, vuốt mỗi bên khoảng 10 lần. Vùng chân mày và hai cánh tay có những điểm phản xạ tương ứng nhau. Do đó tác động này ngoài việc giải tỏa sự sung huyết tại những huyệt vị thường bị tắc nghẽn ở vùng trán, còn làm cho khí huyết lưu thông ra hai cánh tay và bàn tay để giúp giảm nhẹ áp lực ở đầu. Ngồi hoặc nằm thư giãn, tập trung vùng đan điền. Theo y học cổ truyền thì thần ở đâu, khí ở đó. Do đó khi tập trung ý nghĩ tại vùng đan điền, khí trong cơ thể từ phía trên đầu sẽ lưu chuyển xuống dưới nên có tác dụng hạ khí. Việc tập trung tư tưởng càng tốt, hiệu quả hạ khí càng cao. Động tác này cần kéo dài hơn 10 phút. Ngoài việc áp dụng để hạ huyết áp, thực hiện những động tác trên còn là một biện pháp dưỡng sinh tốt để ổn định thần kinh, gia tăng việc thông khí huyết trong cơ thể, giữ thể trạng tốt. Mỗi khi cảm nhận được những dấu hiệu tăng huyết áp như căng, nặng ở vùng thái dương, đau đầu, mờ mắt, mắt đỏ hay trong người cảm thấy bực tức vô cớ, ngực sườn đầy tức, người bệnh nên ngồi xuống áp dụng lần lượt 4 động tác trên. Bình tĩnh và tự tin là yếu tố cần thiết trong quá trình thực hiện các động tác. Sau khoảng 15 phút thực hành, bệnh nhân có thể cảm thấy bớt cảm giác khó chịu ở vùng đầu, nhịp động của tim sẽ chậm lại, tay chân sẽ ấm lên, đó là lúc huyết áp đã hạ bớt.